Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền tại Hà Tĩnh khi nghi phạm đang chạy trốn trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn, 30 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Tĩnh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu tang vật liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Tối ngày 17 tháng 4, Toàn lái ô tô nhãn hiệu Vios di chuyển trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hà Tĩnh đi thị trấn Nghèn chạy lòng vòng để quan sát. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, nhận thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng lấy băng dính che biển số xe. Quay lại đột nhập vào tiệm vàng dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát.